Cái gì có cái giáo trình môn học của thầy Tội thì bạn 9 tháng được không? Bạn 9 tháng chưa? Chưa, tôi là bữa trước có hứa gì á, tôi có chép cái giáo trình đó mà file PDF, nhưng mà cái phiên bản trước tới vài năm thì nếu em nào mà không tiện mua sách thì tôi chép nữa thôi, cũng xài tạm tạm rồi. Dạ, bữa nay mình học môn học của hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa được chia làm hai phần quan trọng dễ học là môn học của ống tiêu hóa và môn học của tuyến tiêu hóa. Cái phần đầu của ngày hôm nay học môn học của ống tiêu hóa. Và cái hệ tiêu hóa và tôi tách ra hai phần ống tiêu hóa tuyến tiêu hóa là như thế nào. Giờ tôi nói là các khái niệm như quý vị nghe cũng hơi liên quan giải phẫu á, nhưng mà nói thiệt ra nó là cái khái niệm thực tế ở lâm sàng ở các bệnh viện á. Thì cái ống tiêu hóa của mình á, mà về mặt lý thuyết mà nói á, thì phải tính từ miệng á, từ miệng tức là đó kể cả răng miệng rồi lưỡi rồi luôn á, chút tôi dạy có mấy cái phần đó, thì tính từ miệng rồi đi xuyên qua cái ngã tư mà họng rồi thực quản thanh quản á, thì mình bữa nay thì mình tính về phía thực quản, thì thực quản xong rồi đi xuống tới dạ dày, dạ dày tới các đoạn ruột non là bắt đầu tá tràng rồi hõm tràng rồi hồi tràng rồi manh tràng, tràng có ruột thừa rồi xong rồi đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma, trực tràng, hậu môn. Đó, về mặt lý thuyết là như vậy. Nghĩa là ống tiêu hóa nói cách đơn giản là từ miệng cho tới hậu môn là ống tiêu hóa. Nhưng mà chuyện thực tế mà quý vị đi các bệnh viện lớn, tôi làm ở bệnh viện 115 đi, thì cái khoa tiêu hóa của cái khoa tiêu hóa bên hệ nội khoa, tức là điều trị bệnh nhân nội khoa, với lại cái khoa ngoại tổng quát, thì nói chung là ngoại quát có luôn ngoại tiêu hóa, thì họ điều trị cái gì, điều trị bệnh nhân từ bệnh từ đâu tới đâu. Thường thường là họ chỉ điều trị bệnh nhân từ thực quản cho tới đại trực tràng, ví dụ như viêm đại trực tràng xuất huyết, viêm đại tràng mãn tính gì đó thì liên quan điều trị. Một số khoa mở rộng ra thì họ điều trị luôn tuyến tiêu hóa, cụ thể là họ điều trị mấy cái nhóm bệnh lý về bệnh lý gan mạch. Còn khoa ngoại tổng quát cho ngoại tiêu hóa thì họ điều trị những cái đúng bệnh lý tiêu hóa mà có khi phải phẫu thuật. Ví dụ như họ điều trị về xử trí các trường hợp viêm ruột thừa, hoặc là mấy cái viêm mấy cái dạ dày mà bị thủng, mấy cái dạng khối u ở trong đường tiêu hóa từ dạ dày ruột non qua đó. Vậy thì hai cái đầu tận á, là cái đầu miệng với hậu môn, thì điều trị ở đâu? Thì có một số đơn vị chuyên sâu, mấy cái bệnh viện lớn, bệnh viện đại học y dược á, quý vị vô đó, có người nhà vô đó khám bệnh, như thế là có một cái khoa là cái khoa hậu môn học, khoa hậu môn học riêng ra, tách cái khúc dưới ra để điều trị, ví dụ như là điều trị bệnh đục trĩ, bệnh sa trực tràng, bệnh giò hậu môn, mấy ai vậy đó, mấy tầng mấy cái thứ dữ không mổ xẻ ở dưới. Còn cái khoa mà chuyên về điều trị về bệnh học miệng á, stomatology thì thường ta nằm trong mấy cái đơn vị về răng hàm mặt á, ví dụ như viện răng hàm mặt hay là một cái khoa răng hàm mặt của những bệnh viện lớn thì ta điều trị cái phần miệng, ví dụ như là những cái bệnh lý trong họng miệng, bệnh viêm, những cái bệnh lý nướu răng vân vân, bệnh lý ở lưỡi, quay lại bên bệnh viện ung thư thì cũng có cái khoa về miệng học, khoa răng hàm mặt, thì có mấy cái ung thư ở vùng miệng hàng vậy. Hoặc là có một số trường hợp thì rơi rớt ra thì có một số trường hợp lại vô tai mũi họng cũng có bệnh lý bên vùng miệng, có vô tai mũi họng, vô như cắt amidan hay vô tai mũi họng, hay là mình học cái bệnh lý tiếng nước bọt cũng có khi vô mấy cái khoa đó mổ cắt, thì nói chung cũng liên quan vùng đầu mặt cổ.
đó, tôi nói chuyện thiệt cho nghe, bệnh viện thì người ta chia vậy, ví dụ mình người nhà người thật như bệnh, người bệnh gì đó thì thường thường họ phải biết cái chỗ nào vô điều trị đúng. Bây giờ cái bây giờ mình chia theo môn học thì cái nãy giờ tôi nói là cái ống tiêu hóa thôi, còn tuyến tiêu hóa bây giờ gồm có những tuyến gì, em mấy nào nói tôi nghe được cái những gồm những tuyến gì. Đây là tuyến nước bọt, tuyến mật, dịch vị dạ dày. Em nói đúng rồi, nhưng mà nó dư ra dịch vị dạ dày, không phải tuyến tiêu, thì nó có những cái tuyến chế tiết nhưng mà nó không tính là tuyến tiêu hóa, đơn một cái đơn vị, một cái tạng tuyến tiêu hóa riêng. Bây giờ nhắc lại nha, tuyến tiêu hóa riêng chỉ có ba nhóm tuyến chính thôi. Một là nhóm tuyến nước bọt, thì có ba cái nhóm tuyến nước bọt chính là gì, cái gì, tuyến bọt mang tai, tuyến dưới lưỡi và tuyến dưới hàm. Nhưng mà phải hiểu ngầm là còn mấy cái tuyến nước bọt phụ nữa, nằm ở trên, ví dụ như trên vùng vùng vòm họng, vùng những cái vùng nóc vòm v.v. Còn cái nhóm tuyến thứ hai á, lớn quan trọng chút xíu mình học như giờ sao á, là nhóm tuyến bệnh lý gan mật, bệnh lý gan với bệnh lý túi mật rồi đó, đường mật, cái nhóm tuyến tiêu hóa thứ hai. Còn cái nhóm tuyến tiêu hóa thứ ba quan trọng á là cái nhóm bệnh lý tụy, pancreas, bệnh lý tụy cũng quan trọng đó. Có gì cái ông gì mà sáng lập ra chế táo bị cắn miếng á, cái bộ á, là ông bị ung thư tụy, bị chết á, này là ung thư tụy á. Steve Jobs, đúng rồi, chết vì carcinoma ở tụy đó. Thì bây giờ mình bắt đầu bằng mình học cái ống tiêu hóa chứ nha, học từ miệng, học cho tới hậu môn đó. Học xong thì mình nghĩ cái phần nó dài lắm, mình học nữa chừng cái ống tiêu hóa mình nghỉ một tí, cái mình học tiếp cái đoạn cuối của cái ống tiêu hóa, mình học mấy cái tiếng tiêu hóa, cái xong bài bữa nay đó. Dù trong sách tôi có nói mục tiêu, nhắc lại một chút, học phải biết mục tiêu, học cho nó tập trung vô đó. Thì học cái cấu trúc chung của các cái tầng của cái ống tiêu hóa, rồi nói được cái mối xuất hình nó bị mất hai cái đầu chữ hai bên. Tức là nói được cái mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng đó. Thì cấu trúc và chức năng của các cái tầng mô của ống tiêu hóa, dụ như muốn có nhu động của ống tiêu hóa nói chung hoặc là nhu động ruột nói riêng thì phải có lớp cơ của cái đoạn ruột đó, và cái gì chi phối cái lớp cơ đó, ví dụ như là những cái đám rối thần kinh OPEC hay nó chi phối lớp cơ mới tạo ra nhu động ruột, tạo ra nhu động tiêu hóa mới dẫn thức ăn đi được. Tại vì cái chức năng chính của cái ống tiêu hóa mình á là tiêu hóa thức ăn đó. Ví dụ mình ăn một cái món ăn vào thì mình nhai, mình tiết cái nước bọt ra, nó tiêu hóa phân cắt một số cái dù tinh bột, thì nó phân cắt mấy cái đường đơn, nhai một tí nó ngọt này nó mới xuống dưới, rồi dạ dày thì co bóp nhào trộn rồi mới biến nó thành cái dưỡng chất dạng lỏng, nó mới xuống ruột non, nó được hấp thu những cái chất bột, chất dinh dưỡng ở đó, rồi xuống tới đại tràng thì nó chỉ còn là một phần là hấp thu chất dinh dưỡng, rồi nó bắt đầu hấp thu nước, rồi nó tiết nhờn, rồi nó tạo ra phần nó thải ngoại quần. Thì mình phải biết cái chức năng đó, nó sẽ liên quan đến cấu trúc đó. Rồi đi vào chi tiết của từng đoạn luôn, ví dụ như ở thực quản thì sao, thực quản là chỉ cái ống dẫn thức ăn thôi, không có tiếng chế tiết và không có cái chức năng hấp thụ thức ăn. Còn dạ dày, ruột non, ruột già, còn ruột thừa thì nó lại liên quan bên hệ thống miễn dịch. Rồi nêu được chức năng của các cái đoạn ống tiêu hóa đó. Thật ra nói tóm lại là nãy giờ tôi đang dẫn cho quý vị nghe là đó, mình học hai phần, học môn học của ống tiêu hóa từ miệng tới hậu môn. Mình học tiếng tiêu hóa thì mình học riêng, rồi học nhóm tiếng nước bọt, tiếng gan mật với tụy. Bây giờ mình bắt đầu từ ở khoang miệng. Khoang miệng bên này cho thu bớt này không, mất cái chữ g nè, chứ m g bị mất rồi, tối rồi đó, tối rồi. Cái bây giờ ở miệng á thì mình tính cái phần tiền đình, cái khoang miệng tiền đình này, mấy cái môi nú răng tới răng là hết cái tiền đình, còn bên trong là từ nú răng, từ sau cái răng đi vô, ví dụ như lưỡi vân vân. Thì cái biểu mô lót á là biểu mô
nói nhiệt nhóm biểu mô lắc thành sừng hóa thì gồm có cái lưỡi của mình nè, cái lợi là cái phần mà tiếp giáp với phần mình hay gọi là núm răng đó, lợi, và cái khẩu cái cứng thì phần đó tiếp xúc với ăn thì nó có sừng hóa. Còn cái phần không sừng hóa thì cái phần khẩu cái phía sau đó, khẩu cái mềm, rồi những cái khác như môi, má, rồi sàn miệng. Rồi trong lớp đệm thì chứa tiếng nước bọt, thì có cả tiếng nước bọt phụ nha quý vị. Tiếng bọt phụ gì? Nó dạng tiếng pha, tiếng nhầy, tiếng dịch trong, tiếng dịch nhầy v.v. Bây giờ lưỡi thì tính là nằm trong khoang miệng. Bây giờ mình bắt đầu từ học cái lưỡi chứ đi. Bây giờ cái lưỡi, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo là tại vì cái lưỡi có ba lớp cơ bần nên mình nói, mình uống lưỡi tới mấy chục lần, mình nói chữ A, mình nói qua chữ B, mình nói tới, mình nói lui đủ thứ chuyện đó, là tại vì nó tới ba lớp cơ bần mà nó xếp chéo vào nhau, rồi nó có lớp niêm mạc phủ ở ngoài biểu mô lát tầng sừng hóa nha. Đó thì ba lớp đang chéo nhau mới nói sao niêm mạc đó, nó bám chặt vào lớp cơ, lớp bộ đệm thì nó xen kẽ giữa đám cơ, thành ra nói chung cấu trúc nó rất chặt chẽ, thì cái phần mô mà nó linh hoạt nhất trong cơ thể chính là cái lưỡi đó. Giờ niêm mạc mặt trên thì có gồ ghề, có gai lưỡi hay còn gọi là nhú lưỡi, có nhiều dạng nhú như nhú dạng nấm, nhú dạng chỉ ngón tay, rồi phía sau có nhiều nang lympho phô nhỏ thì nó liên quan tới mô, nó liên quan tới mô bạch huyết, mô miễn dịch đó, hệ thống tạo máu miễn dịch để bảo vệ cơ thể, thì để chống là vi trùng vi khuẩn đó. Thì nó lại có hạnh nhân ở vùng lưỡi, rồi gặt gắn liền với hạnh nhân của hầu, thành nó tạo ra cái vòng quanh đây, cái vòng bảo vệ cơ thể, mà nó liên quan, nó có mô lympho trọng để nó bảo vệ cơ thể, hệ thống miễn dịch. Còn cái lưỡi mình tại sao mình nếm, mình biết được hương vị của cuộc sống, ăn thì biết món ngon, món nào bị không ngon, món nào cay, món nào chua vân vân, là tại vì mình có mấy cái nụ vị giác, thì nó nằm rải rác khắp trên bề mặt của lưỡi. Trước khi vào lưỡi nói sơ quay rằng chút xíu thôi, nói cho nó đủ bộ thôi, chứ thực ra mình không đi chuyên sâu, mốt răng hàm mặt ta chỉ những gì sâu hơn từng loại một. Thì răng cấu trúc chung, nói chung á, trên bề mặt thì có men răng, bên trong men răng thì có chất cứng hơn là ngà, ở bên trong thì có tủy, có buồng tủy răng, rồi có cái phần dưới góc răng thì nó có mấy cái ống tủy, rồi nó có thành phần xi măng, rồi nó gắn kết, với lại nó có cái phần bề ngoài là cái phần dây chằn nha châu nè, thật ra tí nói bệnh lý nha châu thì thực ra không phải là viêm ở răng mà là viêm cái phần chung quanh cái răng, dây chằn nha châu. Rồi cái răng này nó được trưởng thành, nó được cắm vô trong xương, nó có phần mô xương chung quanh. Rồi phía ngoài thì đó nó có mê lót cái lớp biểu mô lát tầng sừng hóa đó, thì tất cả những cái đó là cái thành phần của những cái răng chúng ta nói chung. Rồi bây giờ qua cái lưỡi thì đó, nãy tôi nói mấy cái nhú thì nó đủ thứ nhú, nhú chỉ, nhú lá, nhú đài, nhú dạng nấm, quên, dạng đài, dạng nấm. Thì cái phần đó là thuộc phần thân lưỡi, nó có cái giới hạn chữ V của các cái nhú này. Phía sau thì nó có cái lỗ nhỏ là lỗ tịch, rãnh tận cùng. Còn phía sau này nữa là nó mô lympho, nó gồ lên, nó thành những cái cục. Thì nó gọi là hạnh nhân, nhưng mà hạnh nhân lưỡi thì nó chứa mô lympho trong đó. Tiếp giáp với lại cái hạnh nhân khẩu cái là hai cái amidam đó, hai bên đó. Còn phần nếm thì chỉ nó tập trung đây mấy cái chòi, mấy cái vết, mấy cái chòi vị giác thì nó nằm ở đây đó. Cái phần này phần góc lưỡi như vậy, phần tiếp giáp ấy, phần phía trước là mấy cái nhú, nhú dạng đài, nhú dạng nấm, nhú dạng chỉ, rồi nó có mấy cái nụ vị giác thì nó đi trong các cái khe giữa những cái nhú này, nó có nhiều nụ vị giác đi ra, rồi nó có phần tuyến chế tiết nhầy, rồi thì có những cái ống bài xuất, rồi xen kẽ này là những cái lớp cơ vân, còn ngay sát những cái nang phía sau, những cái nang nhô lên phía sau là mô lympho. Giữa những cái nhú thì nó có những cái khe.
đó. Nếu chỉ nhiều sách giáo khẩu như sách này, sách của ông Netter, sách ông Netter mà được Việt hóa dịch ra tiếng Việt á, thì đó như nhú chỉ nhú nắm bên thì nói chung như vậy, nhú mình học môn học rồi nó nhắc lại quá nhiều cái tên. Ở phía sau thì nó có mấy cái hành nhân lưỡi chứa năng lượng phù chạm chưa phù. Bên mới rồi vậy, yên tâm. Đó, bây giờ mấy cái đang nói về mấy cái nhú phải. À, đó, thì nó mấy cái chồi vị giác á, thì nó có thành phần tế bào thần kinh, mấy cái neuron tế bào thần kinh, mấy cái đầu tận, nó tiếp xúc, nó có cái hiện tượng tiếp xúc về những cái phản ứng hóa điện, nếm thấy chua, cay, mặn ngọt gì đó thì nó chuyển thành tín hiệu điện. Tín hiệu điện nó mới chuyển về mấy cái tế bào kinh, nó chuyển về cái dây thần kinh phía sau. Giờ nó chui vô trong giữa cái lớp biểu mô gai. Biểu mô gai là biểu mô 7. Vậy nào gọi là 7, nào gọi là gai. Tiếng Anh đó, cái lớp biểu mô đó thì nó chứa những cái tế bào gọi là squamous cell. Thì squamous này là 7, giống như là 7 của con cá, 7 của mấy cái con động vật mà nó hơi có sừng chút xíu, 7 cá hay là cái con tê tê rồi đó, nó có lớp 7 thì đó là squamous cell. Thì kiểu lát như cái lớp tế bào lớp nó lát giống như hình dung như là mấy cái viên ngói nó xếp chồng nhau, nó xếp vậy. Hoặc là nhưng mà thực sự ra không phải, nó thực sự ra nó có những cái đường vạch. Nó có những cái đường vạch mà nó liên kết giữa tế bào này tế bào kia đó. Nó có những cái đường vạch này đó, nó gọi là cầu liên bào. Thì cái cầu liên bào này đó, cái trường phái pháp đó, thì ta gọi là spinal cellulaire. Tiếng pháp là spinal cellulaire là tế bào gai á, cái chữ này là gai, hoặc là epinal hoặc là vậy là tế bào gai. Gai là tại vì á, nếu mà nhiều thì là nhiều cái cellulite thì là epidermis. Tại vì á, giữa mấy cái tế bào nè, nó có cái liên kết cầu liên bào. Đó, mấy cái liên kết này nè. Nếu mà quý vị coi trên kính thiên vi á, quý vị có cặp mắt siêu rõ, quý vị sẽ thấy đó, nó có những cái liên kết cầu liên bào nó tiếp nhau vậy đó. Thì cái này thiệt chất là nó là mấy cái desmosome. Mấy cái thể liên kết. Thành ra nói tóm lại là mỗi người gọi thì có cái quan điểm của họ. Thì nếu mà sách nào gọi thượng mô 7 á, là ta dịch từ squamous cell, những cái tế bào 7. Còn sách nào dịch là thượng mô gai á, là dịch theo kiểu pháp là tại vì giữa mấy cái tế bào này nó có cái liên kết giống như gai á, giữa tế bào nó mọc dài ra gọi là tế bào gai. Đó. Thì cái nụ vi giác, cái chồi vi giác nó xen kẽ giữa cái lớp biểu mô gai đó, và nó có cái đầu tận ở phía trên. Cái này cũng là một cái hình khác thôi, cho quý vị thêm mấy cái từ tiếng Anh vô cho nó vui thôi. Đó lớp biểu mô, rồi cái nụ vị giác tiếng Anh là tas là nếm, tas bớt là cái chồi, cái nụ vị giác xen kẽ vô. Rồi cái nụ vị giác đây trên đầu nó có cái đầu khúm tas hò, rồi những cái tế bào đang đỡ giúp đỡ thì nó thuộc chung cái chồi nụ vị giác. Còn nó thuộc dây thần kinh cảm giác. Còn cái lớp tế bào mà này là tế bào biểu mô 7 lát tầng stratify, có tầng có lớp. Rồi giờ mình xong mấy cái cấu trúc mô học quan trọng của lưỡi rồi, này nhắc thêm cái nụ vị giác thôi. Nó này nó làm chi ly hơn, thì nó có cái lỗ vị giác, nó có vị nhung mao, có tế bào nâng đỡ, còn bên giữa là mấy cái neuron, tế bào kinh vị giác.
ở dưới thì nó có lớp tế bào đáy, có thần kinh dẫn đi. Cái này cũng là cái bệnh minh họa, nó tính nhìn thấy toàn bộ cơ thể, từ đầu lưỡi tới gốc lưỡi. Rồi, cái này một cái lát cắt khác, cái lát cắt khác thấy được cái tuyến với lại cái chòi nội quỷ giác. Nếu mà đề biểu mô lát tầng, nó có mấy chòi nội quỷ giác. Rồi bây giờ cái phần chế tiết của lưỡi á, thì là mấy cái thành phần tiếng pha, tức là hai loại, nhưng mà nó có tiếng nhầy nè, nó có tiếng dịch chồng, thì nó chế tiết lên trên đầu lưỡi, là cái lưỡi mà lúc nào nó cũng ướt át. Rồi bây giờ mình qua cái phần cấu tạo chung của ống tiêu hóa. Thì ống tiêu hóa có mấy lớp vậy? Bốn tầng. Thì bây giờ từ ở bên trong lòng ống tiêu hóa, ví dụ như lòng ruột đi, ra tới phía ngoài á, thì mình có tầng thứ nhất là tầng gì? Tầng niêm mạc. Rồi dưới tầng niêm mạc á, ranh giới giữa tầng niêm mạc với tầng dưới niêm á, thì nó có lớp cơ niêm nè. Đó, màu nâu nâu đen đen nè. Thì qua khỏi cái lớp cơ niêm á, thì xuống dưới á, là cái tầng mô liên kết á, gọi là tầng dưới niêm mạc. Cái tầng này là tầng dưới niêm mạc. Rồi cái tầng dưới niêm mạc á, xuống nữa thì tiếp xúc với hai lớp cơ, thì gọi cái đó là tầng cơ. Ở trong á, là cơ vòng, ở ngoài á, là cơ dọc. Giờ làm sao nhớ trong vòng ngoài dọc? Có cái mẹo để nhớ là giống như là alpha B á, T U V, trong là T, vòng T U V, ngoài dọc thì N V. Nhớ cái nhớ kia, nhớ cái này thì suy ra cái kia. Cũng hơi mẹo, quý vị nghĩ là cái mẹo nào khác ấy. Tôi nhớ cái mẹo đó, tôi nhớ suốt đời, giờ tôi chưa quên. Tới giờ vẫn chưa quên. Trong là cơ vòng, ngoài là cơ dọc. Đó, quy luật chung đó là vậy. Tại vì nếu mà quý vị không nhớ quy luật chung á, quý vị sẽ bị lộn. Tại vì đằng nào thì nó cũng xếp cái ốc tiêu hóa tạo ra nhu động. Nhưng mà có cái mẹo này cũng hay nè. Nếu mà quý vị là dân mà làm ăn, làm đồ ăn nấu bếp nhiều, hay là dân nhậu hay ăn đồ lòng, quý nhìn cái ruột á, quý vị nhìn cái ruột á, nó trơn, nó thẳng ruột đúng không? Chứ đâu có cái ruột nào mà nó từ cục đâu không? Là quý vị biết ở ngoài là cơ dọc rồi đó. Dọc nó đi đường dọc, cái sớ dọc á. Thành ra nó cái ống ruột phía ngoài nhìn nó thẳng như kiểu ống nước vậy đó. Còn bên trong nó mới có cái cơ vòng là nó nhầm tròn, nó bao chu vi bao chung quanh cái ống tiêu hóa. Vòng là gì? Còn dọc là gì? Hiểu chưa? Hai lớp nha. Thì nằm giữa hai lớp cơ thì nó có đám rối thần kinh, là đám rối thần kinh Opec. Thì còn gọi là đám rối thần kinh cơ, tại nó nằm giữa lớp cơ, gọi nó có thần kinh cơ dễ nhớ nhất. Còn nó có cái đám rối thần kinh nữa, nó nằm ở cái vùng dưới niêm mạc, nó gọi là đám rối thần kinh Meissner. Đấy là tiếng Anh là Meissner, tiếng Pháp là Meissner. Này là Meissner plexus, là đám rối thần kinh Meissner, hay còn gọi là đám rối thần kinh dưới niêm mạc. Cái này nó liên quan nhiều tới phần chế tiết á, nó làm cho mấy cái tuyến ở trong cái tuyến trong lớp niêm này nó tiết dịch ra, mấy tuyến lớp niêm tiết dịch ra. Còn cái đám rối thần kinh mà trong lớp cơ á, là đám rối thần kinh Opec, ông này người Đức, Opec plexus. Thì đám rối này nếu mà nhớ tên mấy quý vị này khó nhớ quá đó, trường phái Mỹ giờ thực dụng á, hiện tại muốn nhớ tên nhiều bắt học quá, tại từ đó giờ tính ra cả trăm cái ngàn ông đưa ra hàng ngàn cái tên, nếu quý vị nhớ riết thì sợ quý vị bị nặng đầu quá, nhớ dễ hơn nhớ theo vị trí. Là đám rối kinh cơ với đám rối kinh dưới niêm là Meissner, còn trong cơ là Opec. Rồi còn phía ra hồi ngoài lớp cơ thì tới tầng gì quý vị? Cái tầng thanh mạc, hay là còn gọi là tầng vỏ bao. Vỏ bao là cái lớp vỏ bao ngoài, thành ra để cái ống tiêu hóa, cái đoạn ruột á, mình thấy nó trơn láng đó, là nhờ có cái tầng thanh mạc, nó có vỏ bao sơ, sợi, mạch máu, một số dài và tế bào mỡ đó, chứ phía ngoài nữa thì nó có mỡ. Rồi cái lòng ruột quý vị thấy phía ngoài nó hay có lớp mỡ này vậy. Đây nhìn cắt ngang thôi không gì.
Đó, nhìn ngắt ngang thì đây là tầng tầng niêm mạc nè. Cái này là cơ niêm nè. Cơ niêm thì nó có cái gì? Nó có cái muscularis mycosae, tức là cơ niêm á. Còn này là tầng niêm mạc. Còn dưới cơ niêm là tầng dưới niêm. Thì giữa cái tầng niêm với tầng dưới niêm á thì có cơ niêm, còn cái mô lympho thì thường thường nó nằm trong cái lớp niêm, nhưng mà nó thường thường nó làm gián đoạn cơ niêm, tức là nó có một số hợp nó xuống lớp dưới niêm chút đó. Còn đám rối thần kinh á, nếu mà quý vị không muốn nhớ tên Messner với Ulbeck á, quý vị nhớ là đám rối thần kinh dưới niêm, submucosal là dưới niêm. Còn cái đám rối thần kinh mà Ulbeck nằm giữa cơ, hai lớp cơ, trong là cơ vòng, ngoài là cơ dọc á, thì quý vị nhớ là đám rối thần kinh cơ, myenteric. Myenteric là đám rối thần kinh cơ đó. Ra ngoài này thì là lớp thanh mạc. Này hình tích trong sách cái gì thôi, nhắc lại mấy chi tiết đó thôi. Nhưng mà quý vị nhớ mỗi đoạn nó có thêm một số chi tiết khác nha. Đó, thành ra mình phải học cấu trúc từng đoạn là vậy đó. Tôi ví dụ như ở ruột non á thì nó có cái nếp gồ lên, gọi là van ruột. Cái nếp niêm mạc á gồ lên rồi van ruột. Rồi bản thân mỗi cái van ruột đó nó lại có cái cấu trúc nhô lên, nó gọi là villi, tức là lông villi là nhung mao, là nhung mao nữa. Giống như trong cái hệ hô hấp trước tôi dạy vậy, mà cũng villi là mấy cái biểu mô hô hấp, biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển á, thì tùy tình huống mà giật. Ví dụ như ở đường hô hấp mình biết rõ ràng là nó đẩy chất đạm nhớt thì nó đẩy đi lên để người ta ho khẹt ra thì mình gọi là lông chuyển. Còn ở đây là cái nhung mao là những cái lông để nó làm tăng cái diện tích hấp thu. Tại vì quý vị biết á, cái đoạn ruột mà quan trọng nhất về mặt hấp thu chất dinh dưỡng á, là cái đoạn ruột quan trọng nhất liên quan thu chất dinh dưỡng á, là ruột non, đúng rồi, là ruột non á. Ruột non á, thành ra cái nó có cấu trúc là có van ruột, rồi trên van ruột nó có nhung mao, rồi trong nhung mao thì nó có mấy cái tế bào hấp thụ đó. Đó là nó làm tăng cái diện tích hấp thụ lên thì để nó hấp thụ tối đa cái chất dinh dưỡng từ thức ăn là ở ruột non. Rồi có thêm mấy cấu trúc phụ nữa nhưng cũng rất quan trọng. Bây giờ đoạn ruột não vậy nó cũng phải có mạch máu nuôi. Mạch máu nuôi thì nó đi bộ ba là nó có cái động mạch tới nó nuôi đoạn ruột đó, thì đi giữa kế bên nó thì đi song song với nó thì có cái tĩnh mạch, thì để nó dẫn cái máu cái thành đó, như cụ thể như ruột đi thì cái tĩnh mạch này nó sẽ đổ về tĩnh mạch mặt treo tràng ruột non, thì tĩnh mạch mặt treo tràng trên đại tràng, thì tĩnh mạch mặt treo tràng dưới, thì nó mới dẫn cái chất dinh dưỡng mà nó hấp thu được qua ruột non á, nó đi theo cái hệ thống tĩnh mạch này nó đổ về gan, đó nơi gan để nó tích tụ chất dinh dưỡng ở gan theo các cái dạng glycid là protein vân vân. Rồi nhớ là nó còn một cái hệ thống đi kèm hết sức quan trọng là mạch bạch huyết. Là tại vì đó nãy tôi nói có mấy cái mô lympho, cái mô lympho nó tích tụ đây nè, thì là chi giữ cái gì để, tại vì thức ăn mình ăn vô không bao giờ phải là vô trùng tuyệt đối, chuyện đó không tưởng, đồ ăn mà ăn thế nào cũng có vi trùng vi khuẩn gì đó chút đỉnh gì đó đi theo vô, thì cái hệ thống miễn dịch tại chỗ này nè, mô lympho này nó sẽ tiêu diệt được những cái gì trong vi khuẩn, nó trong mức độ cho phép, nó hơi diệt hết nhưng mà cũng trong mức độ cho phép thì nó có thể tiêu diệt được mấy cái kháng nguyên lạ vi trong vi khuẩn. Nhưng mà xét thêm một cái mặt nào đó hơi dở, nó là một số người bị dị ứng với một số thức ăn á, là tại vì cái hệ thống miễn dịch này nó lại quá mạnh, với lại nó đặc trưng cho từng người thì nó lại không hấp thụ được số chất, vì nó xem như là kháng nguyên, nó không hấp thụ được. Ví dụ như một số bé nó có uống sữa được, một số thành phần trong sữa, ví dụ như là lactose, đường lactose, một số bé nó hấp thụ được trong sữa, tại vì nó trở thành kháng nguyên, nó gây tiêu chảy. Rồi giờ mình qua được mấy này ha, quý vị còn hỏi không tôi qua tiếp nha, rồi thắc mắc cứ về tài hỏi đó, ông rộng này tóm gọn lại cho quý vị thôi chứ không có gì. Tầng niêm mạc thì có một sách ngày xưa gọi là tầng nhầy, đó là từ mucus, tại vì thấy lớp đa số là nó có chất nhầy ở trong đó, thì có ba lớp,
thì ví dụ như là cái lớp biểu mô ở trên thì nó tùy loại, ví dụ như ở dạ dày thì nó tùy đoạn, ví dụ như nó có tế bào trụ đơn tiết nhầy, rồi nó có những cái tế bào tế bào chính, rồi nó có tế bào thành vân vân, rồi tế bào G, tế gastrin vân vân. Rồi trong lớp đệm thì đa số là mô liên kết, có nhiều mạch máu, có mạch bạch huyết nữa, rồi có nang lympho đó là liên quan hệ thống miễn dịch. Rồi nó có một số sợi cơ nhưng mà ít lắm. Còn cái cơ niêm là cái phần giới hạn của nó với lớp dưới niêm ấy, thì là lớp cơ trơn nha, cơ niêm là cơ trơn. Nó ngăn tầng niêm với dưới niêm. Rồi nó kích thích tầng niêm mạc chuyển động, hấp thu thức ăn hiệu quả. Thì cái cơ niêm này nó được điều khiển bởi cái đám rối Meissner, đám rối hành trình dưới niêm. Rồi bây giờ tầng dưới niêm mạc. Dưới niêm mạc thì là một chủ yếu là mô liên kết với nhiều mạch máu, mạch bạch huyết, có đám rối hành trình Meissner, có một số đoạn chứa tuyến, có nang lympho. Rồi bây giờ tầng cơ thì hai lớp, trong là cơ bào, ngoài là cơ dọc. Tôi chỉ mẹo quý vị nhớ rồi đó. Dạ dày, nhưng mà riêng dạ dày thì có ba lớp cơ. Dạ dày có thêm lớp cơ gì? Cơ chéo. Tại sao? Tại vì dạ dày là cái nơi co bóp nhào trộn thức ăn mà mệt mỏi nhất á. Là tại vì nếu bởi vậy học bài này xong, quý vị phải biết thương dạ dày của mình. Quý vị phải biết nhai cho nó kỹ vô. Tại vì nhai càng kỹ thì cái dạ dày quý vị nó càng thọ. Tôi ở bệnh viện trầm lâm á, lâu cứ thấy cắt cái dạ dày thấy tội ghê. Bệnh nhân lúc đó là tiêu hóa yếu rồi. Tại vì ví dụ như bị loét, bị viêm, bị loét thì học tới bài bệnh sẽ giải thích rõ cái loại bệnh lý. Bị viêm, bị loét, bị thủng, bị khối u, cắt cái dạ dày đi, thành ra là coi như là đâu còn cái phần nhào trộn, còn bớt thức ăn tốt nữa đâu. Nói tóm lại là quý vị phải nhai cho kỹ vô, rồi xong rồi quý vị mới đưa cái thức ăn đó xuống, thì cái dạ dày quý vị nó mới được sung sướng một chút. Đó, nó co bóp nhẹ nhàng chút, quý vị mới được đỡ bị bệnh dạ dày. Đó, cái đám rối hành kinh cơ ruột, đám rối hành kinh OBEC nói rồi, mô liên kết thì nó tạo ra nhu động á, tạo ra nhu động của nguyên cái ống tiêu hóa, cụ thể nhu động ruột, sự co bóp của dạ dày vân vân. Rồi mô liên kết thì chứa mạch máu, mạch bạch huyết thì cũng tương tự. Rồi cái tầng thanh mạc hay là lớp vỏ thì bao ngoài cái đoạn trong ở bụng. Nhưng mà quý vị nhớ nha, cái thanh mạc của mình á, nó còn dính kết với cái mà người ta gọi là phúc mạc nữa. Cụ thể như ở mấy cái đoạn ruột non, đại tràng á, thì cái lớp phúc mạc tạng á, là thiệt ra là nó dính vô trong cái phần thanh mạc của ống tiêu hóa. Còn cái phúc mạc thành á, thì nó mới dính lên thành bụng. Và giữa hai cái lớp phúc mạc đó thì nó có một chất lượng dịch, một ít dịch trơn láng, nó làm cho mấy cái đó nó hoạt động trượt lên nhau rất là trơn, rất là nhẹ nhàng, không có ma sát. Nhưng mà nếu mà ở một số bệnh lý đó, thì nó gây tràn dịch màng bụng hay là tràn dịch phúc mạc, ví dụ như bị viêm trong ổ bụng, bị lao trong ổ bụng, bị khối u, bị ung thư trong ổ bụng, thì nó làm tăng tiết dịch, thì nó làm cho bệnh nhân có nguyên cái bụng phình to, bụng cổ trướng, có nước trong bụng, thì cái nước nó nằm giữa cái lớp phúc mạc tạng gắn lên trên mấy đoạn ruột với lại phúc mạc thành dính lên trên thành bụng đó. Thì đó là sự liên kết liên quan với lại thanh mạc, là mô liên kết thưa mỏng, thì nó cũng có mạch máu, có mạch bạch huyết, có mỡ nữa, nãy tôi nói rồi đó. Dễ nhớ, ví dụ cái gì ăn ba cái cháo lòng chica lula, tức là tiết canh lòng lợn như vậy, cái gì sẽ thấy là nó mấy cái đậu ruột non đó, nó có hơi lớp mỡ béo béo béo, là tại vì nó có mỡ đó. Tôi nói bài vậy cho dễ nhớ, liên tưởng đến những món ăn như vậy mình xin dễ nhớ bài, phong cách chung của mấy nhà giải phẫu bệnh. Và mạch máu, mạch huyết, mỡ phủ ngoài cùng là biểu mô lát đơn của thanh mạc đó. Cái biểu mô lát đơn của thanh mạc là nó dính dáng với cái lá tạng của phúc mạc đó quý vị. Nó giống giống như cái trùng mạc mà ở màng phổi á, trước cửa dạy cái gì rồi nó tiết nhầy rồi được. Rồi bây giờ mình đi vô từng đoạn, hồi nãy lưỡi, họng, bây giờ lưỡi hầu, thì cái đoạn tiếp ra giáp với thực quản, biểu mô lát tầng thì không sừng quá, nó có liên quan tới hệ hô hấp, nó tiếp nối với xoang mũi, là biểu mô trụ giữa tầng có lòng chuyển của hệ hô hấp. Rồi nó cũng có nhiều cái mô lympho, rồi nó có mấy cái amidat, nó có mấy cái hạt hạnh nhân chứa mô lympho. Rồi niêm mạc hầu thì có nhiều tiếng nước bọt nhỏ này tiếp phụ nha. Còn bây giờ thực quản
thì quả là biểu môn lát tầng không sừng quả, thì quả được chắc nó là cái ống dẫn thức ăn thôi, nó không có co, nó không có co bóp nhào trộn, nó không có tiết dịch gì hết, chỉ dẫn đồ ăn từ trên cái bụng mình nhai trên miệng xuống, dẫn xuống tới dạ dày thôi. À, lớp dưới niêm thì có tiết tiết nhầy, nhưng mà cái tiết nhầy chủ yếu là ở cái đoạn thực quản mà tiếp giáp với lại cái dạ dày á, thì nó mới có nhiều cái tiết tiết nhầy này. Còn cơ á, thì cái thực quản mình nó hơi đặc biệt một chút. Thực quản chia làm ba đoạn. Cái đoạn trên mà tiếp giáp với cái vùng hậu họng á, thì nó có cơ quan. Thành ra cái động tác nuốt á, là động tác có thể tự ý được. Dù sáng nào tôi khám bệnh mà tôi khám thì áo đây, bệnh nhân nuốt cái đi, bệnh nhân nuốt cái, nuốt thêm cái nữa đi, nuốt thêm cái nữa. Tức là điều khiển được là cơ quan. Còn ở giữa thì bắt đầu hơi khó rồi đó. Tức là nó pha trộn giữa cơ quan. Còn một phần qua dưới là cơ trơn. Thành ra nuốt, quý vị nhớ nha, nhớ, muốn nhớ được này nhớ này. Nuốt là một động tác tự ý, nhưng mà ói là một động tác không điều khiển được. Nhiều người buồn nôn ói đâu có kèm nữa, phải ói ra. Là tại vì đến chừng mà nó bật ngược lên thì là cơ trơn điều khiển. Thành ra nó là động tác tự ý liên quan tới hệ thống kinh tự chủ đó. Ví dụ như hệ thống giao cảm, cảm mượn thì nó không có, mình không điều khiển được. Bây giờ nhỏ ngoài cũng là thanh mạc. Thì ở dưới, đoạn dưới cơ hoành là thanh mạc. Bây giờ cái cắt ngang thực quản á, nói chung thì đây bên trong là biểu mô lát tầng không sừng quá. Lát tầng sừng quá thì lớp tế bào gai hoặc là tế bào vẩy nãy tôi nói. Bên dưới lớp dưới niêm, lớp dưới niêm này. Đó, bên ngoài thì có hai lớp cơ, trong là cơ vòng, ngoài là cơ dọc. Còn phía ngoài, ngoài cùng có mạch máu với mô sợi, mô liên kết này nè, là dạng thanh mạc. Rồi bây giờ đi từ trong lòng thực quản đi ra thì trên này là biểu mô lát tầng không sừng quá, lớp biểu mô gai. Lớp biểu gai xong rồi tới lớp mô đệm, mô liên kết, có mạch máu. Rồi xuống dưới thì có lớp cơ trơn. Cái tuyến thực quản thì nó có thể nó nằm hơi sâu bên dưới này, tiết tiết nhầy. Rồi phía ngoài là cơ vân. Thì nếu mà thấy còn thấy cơ vân thì là biết nó là 2/3 trơn của thực quản. Nó là phần ba giữa, trên hoặc là một ba giữa. Còn cái nó cũng có mô lympho cái gì, nó có mô lympho ở vùng dưới niêm với vùng niêm mạc á, nó có nàng lympho thứ cấp này, trung tâm sáng ngoài vi tối nè, nó cũng tiết lympho vào trong lòng thực quản để nó chống lại các kháng nguyên. Nó cũng có hệ thống mạch máu phong phú, nó có một số tuyến, đa số là tuyến tiết nhầy, nó phải nằm ở ngay cái vùng dưới niêm. Rồi nó sẽ đổ vô trong lòng thực quản. Bây giờ cái biểu mô lát tầng không sừng hóa của thực quản đó, thì bên dưới là lớp tế bào đáy, còn đây là lớp tế bào gai. Đó nó là chuyện thoái pháp. Thì tế bào gai thì nó có mấy cái cầu liên bào spinal saline hoặc là saline epinal. Còn phía trên thì nó là những cái ví dụ đáy, gai, hạt, bóng. Bây giờ giữa biểu mô lát tầng sừng hóa với biểu mô lát tầng không sừng hóa, cái gì nhớ tụi chỉ khác có một cái là học thiếu lớp sừng thôi, còn mấy lớp kia thì nó vẫn theo cái kiểu biệt hóa đó. Tức là tận cùng ở dưới lớp sinh sản là lớp đáy, rồi tới lớp gai, rồi tới lớp mà nhìn hơi có hạt chút xíu với lớp bóng. Lớp bóng thì cái nhân cũng nằm ngang với dẹp nằm ngang, nhưng mà nó có lớp sừng đó. Còn dưới này mô đệm, mô liên kết, có những cái màu mạch nhỏ với lại mô đệm sợi, tế bào sợi. Bây giờ cái chỗ tiếp giáp, giờ mình đi số 1/3 dưới thực quản á, thì cái chỗ tiếp giáp là biểu mô gai lát tầng không sừng hóa đây. Còn ở đây đó là biểu mô gì, biểu mô trụ đơn tiết nhầy, không nhớ ghi lại nha quý vị, mấy cái đó mấy cái từ khóa. Biểu mô trụ đơn tiết nhầy của tâm vị. Vậy chỗ này là chỗ gì quý vị? Là rinh sinh, tức là chỗ nối á, chỗ nối giữa cái này với cái kia là chỗ nối giữa thực quản như vậy á, rinh sinh. Ở dân sinh mình dịch là chỗ tiếp nối. Đó, chỗ tiếp nối giữa thực quản với lại dạ dày á, thì làm sao biết ranh giới nó chính xác là chỗ nào? Nếu mà thực quản này không chút cái lớp bụi sào tôi dạy về bệnh lý hệ tiêu hóa thì nó sẽ bị chuyển đổi đi, nhưng mà bình thường á, cái chỗ mà hết cái biểu mô lát tầng không xì quá mà bắt đầu biểu mô trụ đơn tiết nhầy, chỗ đó là chỗ tiếp nối ranh giới, đặt cột mốc biên giới là chính xác. Thì bên này dạ dày, bên này thực quản. Còn bên dưới mô đệm khó nói lắm. Mô đệm thì nó cũng có một số tuyến,
À, nhưng mà cái này nó gọi là tuyến tâm vị thực quản, thành ra tên thì nó lai rồi, tâm vị là thuộc dạ dày nhưng mà nó lại nằm ở thực quản đó, tuyến tâm vị thực quản. Rồi lớp này là lớp cơ niêm của thực quản, rồi mấy cái ống bài tiết vân vân. Rồi dưới này là lớp cơ, dưới này là lớp cơ cơ trơn, lớp cơ trơn ở ngoài nè, estic nè, là cơ trơn ở phía lớp ngoài. Nhưng mà bên này thì là dạ dày, bên này dạ dày thì đây là tuyến tâm vị. Rồi bắt đầu bên xuống thân vị là bắt đầu nó có tế bào thành, tế bào thành là hình quả trứng, trứng ấp lạ, quả trứng chiên, trứng chiên ấp lạ, thì nó màu hồng hồng tròn tròn, cái nhân nó ở giữa đó. Rồi tế bào chủ yếu là tế bào thành, có tế bào chính nữa, chip cell, chip là xếp, chip cell tế bào chính thì tức là giữa tế bào thành với tế bào chính. Thì tế bào chính thì tiết pepsin, còn tế bào thành thì tiết hcl. Làm sao nhớ đặt bài bè vậy, nhớ cho đỡ. Tôi cũng chưa nghĩ ra được cái chiêu gì để chỉ quý vị nhớ mà nhớ được suốt đời á. Tôi hay nghĩ ra mấy cái chiêu mà cho quý vị học một lần mà nhớ suốt đời á, chắc ăn. Nhưng mà chắc có bài bè quý vị sáng tạo đi, bữa nào cung cấp cho tôi cái bài bè đó trước cái buổi thực tập tôi sẽ cho thêm điểm. Bè là cho nó hay hay chút xíu nha, cho đàn em đời sau nó cũng học theo rồi, chứ còn nó học xong nó lắc đầu trời bài bè dở quá chết đó. Nghỉ rồi tiếp tục giờ mình qua dạ dày quý vị, được gần nửa đoạn đường đau khổ rồi đó. Bây giờ tới dạ dày, bây giờ trên là thực quản. Bây giờ nhắc lại mấy cái vùng giải phẫu cũng quan trọng đó, tại dùng giải phẫu nó liên quan đến mô học. Bây giờ, cái tâm vị nãy giờ mình đang nói là tâm vị, rồi nó có cái chỗ nó phình lên thì có sách thì kêu là phình vị, có sách dịch là đái vị, như tiếng Anh thì là phình đớt, tôi dịch phình vị cho nó trung thân, tại vì thường nhìn dài nhìn trên nhìn xuống thì nó tiện hơn. Đây là thân vị, body, còn cái antrum là hang vị, cái chỗ tiếp nối với tá tràng là môn vị, pylorus là môn vị. Đó, hành tá tràng ở chỗ này. Bây giờ về mặt mô học thì nói gì vậy nha, tức là bây giờ ở tâm vị á, là biểu mô của nó là biểu mô trụ đơn tiết nhầy, biểu mô trụ đơn tiết nhầy, tiết là chất nhầy á, nãy mình cái chỗ mà tiếp giáp nè đó, biểu mô trụ đơn tiết nhầy. Còn bây giờ thân vị thì chủ yếu là có tế bào thầm với tế bào chính, body thon cell với lại chip cell. Còn xuống với hang môn vị thì nó có thêm tế bào G là G cell đó, là tế bào tiết gastrin đó, bài bè thêm phần gastrin rồi là càng tăng thêm điểm gastrin thì là dưới khúc hang vị. Rồi bây giờ mình đi giật cái lớp niêm mạc á, thì đó trụ ơn tiết nhầy là chính. Thì hầu như là tất cả dạ dày nó có thuộc trụ đơn tiết nhầy, nhưng mà phía bên dưới nữa nó có mấy cái lõm xuống á, thì người ta gọi là mấy cái cổ tuyến, mấy cái phiểu dạ dày thì nó chứa những cái chất tiết của tuyến. Còn trong lớp đệm thì nó chứa một số tuyến tương ứng, rồi đáy vị và thân vị có tuyến đáy vị đó. Cái đáy vị thân vị này, nó đáy vị đó, phân đó thì có chỗ dịch là đáy vị, có chỗ dịch là phình vị, thì nó có tế bào thầm, tế bào chính. Còn cơ niêm thì cơ trơ ngăn cách tầng niêm mạc, tầng dưới niêm thì giống như chỗ khác, những cái giống này mình không nhắc lại đó. Bây giờ cái tâm vị nè, dùng môn vị, thân vị với đáy vị cấu trúc tương đối giống nhau, nhà tâm vị thì nó hơi riêng chứ, nó là biểu mô trụ đơn cái nhầy ở trên, rồi nó có cái vùng phễu tuyến ở bên dưới, rồi trong lớp đệm thì có tuyến. Bây giờ chỗ này thì nó có tế bào thành với tế bào chính nè, còn ở vùng môn vị thì nó có thêm tế bào G, tế bào G đó. Nói chung về mặt là biểu mô trụ đơn tiết nhầy hết ha. Xong rồi tuyến đáy vị, tuyến thân vị thì nó nằm ở chỗ phễu cổ đáy, nằm sâu bên dưới một chút, có tế bào tiết nhầy. Rồi cổ tuyến là thêm tế bào gốc là tế bào sinh ra mấy cái tế bào chết tuyến này, thì có tế bào thành, đáy tuyến thì có tế bào thành, tế bào chính. Tế bào chính thì sinh ra pepsin, pepsinogen này thành pepsin. Tế bào thành thì tiết ra
axit chloric H cộng. Rồi tế bào nội tiết của ruột thì ít hơn RS. Bây giờ tôi chỉ cách nhận biết các loại tế bào nè. Bây giờ cái tế bào thành đó, từ nãy tôi nói có cái hình giống gì vậy? Giống cái trứng ấp lạ. Tại sao trứng ấp lạ? Trứng ấp lạ mà chiên khéo vậy. Rồi tại cái chân nó nằm ở giữa, cái bào tường nó nằm ở ngoài, bào tường nó hơi màu hồng chút, trên nó nhiều mắt ơ. Cái nhân nó cũng không động lắm, hơi nhạt màu một chút. Cái tỷ lệ phân bố thì thực ra cái tế bào chính nó nhiều hơn tế bào thầm, bởi vì nó mới tinh chính, nó nhiều nó mới là tế bào chính, tế bào thầm nó ít hơn. Parietal cell thì ít hơn, còn chip cell nhiều hơn. Cái lớp mô đệm số 3. Ủa sao mình bị cái hình này, mình tắt cái hình này được không vậy? Cái này nó che mất mấy cái chữ thường ghi chú rồi. Gì escape return, cái này mình bỏ rồi. Thôi bỏ này mất chữ trên. Rồi nó có cơ niêm là số 4 á. Rồi để tôi nói cũng được. Lớp cơ niêm thì nó có chữ đây nó bị che mất. Ủa sao chữ nó đổi thành chữ khác hả? Không chữ nó hơi bị này. Rồi cái vùng thân vị và cái vùng đáy vị á, thì tế bào thành nè, tôi nói hình như hình cái trứng ốc la, cái nhân ở giữa bào tường nó màu hồng hoàn toàn, số lượng nó ít hơn, còn cái tế bào chính thì nó nhỏ hơn, nó hơi ái kiều một chút, số lượng nó nhiều hơn à, thì đó là tế bào chính, nó nhỏ hơn. Cái tế bào chính thì nó ái kiều, nó có màu hơi xanh một chút, còn cái tế bào thành thì bào tường nó hơi ái toàn, nó có màu hồng. Cái nhân đó thì ở nằm ở giữa, còn tế bào chính thì cái nhân nó ở cực đáy như vậy đó. Vậy là chính thì tiết estrogen, còn thành thì tiết ra H cộng, ra HCN H cộng. Rồi còn cái tế bào gốc, hiện ra tế bào gốc cái gì khó thấy đó, tôi cũng hỏi trên thực tập nữa. Cái này nó phải dùng những cái phương pháp nhận đặc biệt nó mới thấy, thì nó hình trụ thấp, nó thay thế là những cái tế bào phiểu tuyến tạo ra biểu mô chịu lực tiết nhầy. Còn tế bào thần thì hình cầu, hình tháp, nhân nằm giữa, tiết HCN, đó, tế bào thần. Có sách cái gọi tế bào quyền nữa nha quý vị, để ghi chú thêm mấy cái một số sách dịch, tại tiếng Việt mình dịch phong phú lắm. Còn tế bào chính, cái sách còn dịch tế bào sinh men nữa, sinh ra pepsinogen đó, tạo ra pepsin. Tế bào nội tiết thì tiết ra serotonin, nó thành ra một số cái u ở ruột mình học. Liên kết lại ví dụ như cái tuần tới mình học về bệnh lý ống tiêu hóa thì sao có mấy người bị cái ung thư đường ruột á mà bị nọt đỏ bừng mặt lên, rồi bị nói chung là bị rối loạn tăng tiết mồ hôi, tim đập mạnh, mặt đỏ bừng vân, là tại vì cái khối u nó tiết nhiều serotonin, rất là bản chất cái khối u nó là tế bào kinh nội tiết. Có ở phổi á, bước trước từ dài về phổi nó có mấy cái tế bào cũng tiết ra serotonin, ở ống tiêu hóa cũng vậy. Bây giờ cái tế bào thầm, tế bào viền, biota cell đây, cái tế bào chính là chip cell, là tại vì số lượng nó nhiều nhất, đó nó tiết ra cái pepsinogen. Còn cái tế bào kinh nội tiết á thì nó rải rác ít lắm, vài con thôi. Cái bào tương nó nhạt màu, nó dần mà nhuộm nhiều đặc biệt nó thấy. Thì trong cái phần thực tập thì có cái phương pháp nhuộm nó lộ ra được mấy cái tế bào kinh nội tiết. Như cái chữ này nó hơi bị thiếu không? Chỉnh cái rồi. Rồi còn cái tế bào mà tiết nhầy thì nó trên bề mặt, surface trên bề mặt. Cái này nhìn dưới kính vi điện tử á, thì nếu mà quý vị thấy nè lớp đáy nè, basal lamina lớp đáy, bây giờ trên cái gì tử nhìn ra được tế bào nào không? Bây giờ tế bào mà nó có tiết mấy cái giọt này nè là tế bào chính á, là nó tiết pepsinogen nha, cái điều đó là tôi chắc chắn. Còn tế bào thầm thì không thấy mấy cái giọt chế tiết đó, cho nó thấp sẵn thông sướng rồi bây giờ. À, còn mấy cái tế bào thần kinh nội tiết á, thì nó ưa bạc và thì nó nhỏ thì mấy cái tế bào kinh nội tiết. Còn ở dưới lớp hang vị antrum với lại môn vị pylorus, thì hang vị với lại môn vị á, thì nó có thêm cái tế bào gọi là tế bào G cell, tức là cái tế bào mà nó tiết ra gastrin,
Thì cái vai trò của cái tế bào G này á, khi nó tiết gastrin thì gastrin nó lại kích thích tế bào thầm tiết ra nhiều axit lauric, đúng không? Đó, thì vai trò nó là vậy. Thành ra nó có những cái u, nó gọi gastrinom trong cái hội chứng Mallory West, hội chứng Mallory như vậy đi. Thì nó là cái gastrinom, tức là cái khối u mà nó xuất phát từ tế bào G nè, tế bào G đó, thì nó làm cho bệnh nhân bị loét như vậy. Mà nguyên nhân loét là gián tiếp, tức là do tế bào G nó nhiều quá, nó tiết nhiều gastrin quá, rồi gastrin nó mới kích thích cái tế bào thận để tiết nhiều ra cái axit lauric đó. Còn cái lớp trên này là biểu mô triệu đơn tiết nhầy, còn này là phép nhuộm hóa mô miễn dịch. Thì đó, nhuộm hóa mô immunoperoxidase, tức là nhuộm miễn dịch men. Với gastrin thì mấy cái tế bào G nó dương tính, nó có màu nâu trên nền màu tím. Dùng này là dùng môn vị pylorus, tức là môn vị, còn antrum là hang vị, thì nói chung là vùng đáy như vậy á. Rồi bây giờ tầng dưới niêm, thì nó không có gì đặc biệt, nó cũng giống cái ống tiêu hóa khác. Tầng cơ thì nhớ nó có ba lớp, nó thêm lớp cơ chéo đó. Cơ dọc thì ở ngoài cùng, cơ vòng cơ chéo thì nó chen lẫn với nhau, cơ vòng ở trong. Rồi tầng vỏ ngoài là thanh mạc, cái này không có gì mới. Còn cái này là cái thực quản đó, cái này cũng là một cái hình nhắc lại thôi, cũng không nói được thêm gì mới. Bây giờ tới khi tôi đố quý vị, trước khi tôi bật đáp án, bây giờ cái vạch đen này nói cho tôi nghe coi là cái lớp này là cái lớp gì, và nó ở đâu vậy, nó ở đâu vậy vậy hả? À, chỉ cho mấy bạn xem nhé. À, lớp niêm mạc, ở đâu, ở đoạn nào của ống tiêu hóa, mới vừa dạy xong. Vậy mình biết ở vùng nào không? Đó, dạy học mô học mới hay chứ, mốt mình là chùm về mô học đó, mình coi cái tiêu bản mình biết cái này bạn đã sinh thiết ở vùng thất vị phải không? Vậy mấy bạn nội soi sợ quá trời, ông này ông giỏi quá vậy, ông đâu có soi đâu mà ông biết hay vậy. À, đúng rồi, tôi mới gợi ý xong mới thân vị vậy. Nếu mà quý vị có cặp mắt siêu rõ, quý vị sẽ thấy đây có tế bào thầm ở đó. Còn nếu mà không rõ nó chút dễ lao lên nhìn kỹ từ sát vô sẽ thấy có tế bào thầm này. Đó, trên này là biểu mô trụ đơn tiết nhầy nè quý vị, đó là ảnh điển hình của thân vị. Còn cái lớp này là lớp gì quý vị? Lớp dưới niêm. Lớp này là lớp gì? Lớp cơ đó, trong là cơ vòng và cái chéo, ngoài là cơ dọc. Còn này là lớp thanh mạc. Lâu lâu đố chơi cầu vậy đó cho tỉnh ngủ. Rồi bây giờ mình qua ruột non. Giờ tầng niêm mạc có nhiều van ruột, nãy thấy van ruột rồi, nhưng mà thấy luôn rồi, tăng dự tính hấp thu chất dinh dưỡng lên. Biểu mô trụ đơn cũng có tiết nhầy như cái gì ghi chú nha. Trong lớp đệm có thêm mấy cái tiếng. Rồi sau bao nhiêu năm nghiên cứu tôi mới biết là cái ông mà tìm ra cái tiếng này, ông này người Đức. Cái tên của ông á, nếu mà phát âm đúng như giống như em tài, đúng không? Thì là em muốn toàn thế giới khi mà em tìm ra được một cái tuyến gì đó gọi là tuyến tài. Chứ mà kêu em là tuyến tài cái em tức lắm, trời ơi, có cái ông tên thì kỳ quá. Thì cái ông này là tiếng Đức gọi là tiếng Liverpool. Liverpool nói vậy là đầy ống người Đức á, là ống đảo người Đức đó. Thì cái tiếng này chúng coi nó làm sao, sao nhiều năm nghiên cứu vô Google đánh ra biết phát âm là Liverpool. Tầng dưới niêm, tầng dưới niêm là mô ly cấp có mạch máu và mạch bạch huyết phong phú. À, tá tràng thì có thêm cái tiếng Brunner, nhưng bây giờ nói thêm tiếng Anh là Brunner tiếng nhầy, dạng tiếng ống túi. Chứ mình coi thấy mình biết này, này tóm tắt chứ. Cơ thì có hai lớp, lớp ngoài thân mạc không có gì mới. Rồi bây giờ đây ruột non, dĩ nhiên rồi, đây ruột non. Này mấy cái này là mấy cái nhung màu vi ly, cái nhung màu nó làm tăng thêm diện tích hấp thụ. Lớp trên thì nó có biểu mô trụ đơn, rồi nó có mấy cái tuyến, hình này chưa thấy. Rồi cái tầng này là tầng dưới niêm, rồi tầng cơ, rồi tầng thanh mạc.
tầng niêm mạc thì ở đây. Bây giờ trong cái phần tầng niêm mạc liên kết với cái toàn dưới niêm thì nó có mấy cái mô lympho, nang lympho. Trong đó kinh Lovat ở đây, trong đó kinh Mesh này thì nó ở dưới này, giờ dưới kinh niêm xíu. Rồi bây giờ trong cái đoạn ruột non thì nó chia làm ba đoạn: đoạn tá tràng, đoạn hổng tràng, đoạn hoàn tràng. Hổng tràng với hoàn tràng có một số đặc tính chung. Bây giờ mình nói riêng đoạn tá tràng là có tiếng runner nữa. Bây giờ cái tiếng cái tiếng runner nó đặc biệt cái là đây, quý vị nhìn ra được cái lớp cơ niêm không? Lớp cơ niêm nó chia gì vậy? Chia lớp niêm và lớp dưới niêm, dưới này cơ. Thì trong cái lớp dưới niêm của tá tràng duodenum thì nó có cái tuyến runner, tuyến dạng ống túi, tiết nhầy đó, nằm ngay dưới subclavia ở lớp dưới niêm. Bây giờ ở ruột non á và ở ruột già, nhưng chủ yếu ở ruột non, nó có thêm một cái tế bào là tế bào Banet, đúng không vậy? Nó nằm trong cái lớp biểu mô trụ đơn nãy, nó có tế bào Banet. Tế bào Banet là tế bào gì? Tế bào Banet nó tiết ra cái chất là lysozyme. Chất lysozyme này nó có thể phân hủy được một số vi trùng, vi khuẩn đó. Trong cái phản ứng dạng như là phản oxy hóa, phản ứng oxy hóa để diệt được cái lớp vỏ một số vi trùng, vi khuẩn thì nó bảo vệ cơ thể, nó là hệ thống miễn dịch, miễn nhiễm. Nó có thể thực bào nữa, nó có thể ăn được một số tế bào ở vi trùng, vi khuẩn, có thể thực bào luôn. Đó thì là nó là tế bào Banet. Nó là tế bào hay gặp nhất ở đoạn ruột non, nên nhấn mạnh ở ruột non. Còn cái tế bào kinh nội tiết thì phép nhượng này không rõ, nhưng mà nè, mấy cái tế bào nó sáng ra không có cái mũi tên này, mũi tên này do cái nè, tế bào thần kinh nội tiết đây này. Sáng sáng lần là tế bào kinh nội tiết đó, nhưng mà phải nhượng với mũi dịch nó mới thấy rõ, nhượng bằng chromonadrenin hay là synaptophysin thì nó dương tính, tế bào tường nó dương tính. Thế chữ này bị kỳ quá, chữ xíu nha. Còn chữ này nó là còn chữ ABC. Cái phong chữ này từ cái là phong chữ ngoài Bắc, phong chữ ABC ấy, này là tiếng ngoại tiết. Cái máy này tôi nó không phong chữ này. Cái này nó muốn nói là tá tràng. Tôi giải mã như vậy. Tá tràng là tiếng ngoại tiết. Cái này là biểu mô mà biểu mô mà nó có nhung mèo đó. Tiếng này là tiếng Liverpool đó, Liverpool. Còn số 3 là tiếng Runner. Cụ thể là ở đâu? Bây giờ cái biểu mô nè đó, cái biểu mô trụ đơn thì nó ở đây, nó có nhung mèo là tại quý vị nhìn thấy nó có nhô lên không? Đó, nó nhô lên như cái lọc, nó nhô lên như đồi như núi đó, thì đó là nhung mèo. Còn cái tiếng Liverpool là đây. À, tiếng Liverpool là đây đó, có cái tế bào tiết nhảy ở đây. Còn cái tiếng Runner thì nó nằm ở lớp dưới niêm mạc thì đây nha. Đó, tôi chỉ quý vị thấy rồi đó. Tá tràng đó này nó có tế bào tiết biểu mô trụ đơn, Sembol Corona là biểu mô trụ đơn, nhưng mà nó có tế bào tiết nhảy nữa, góp lý cell, nó tế bào cốc, tế bào ly đó. Tế bào ly, tế bào cốc, mà nó tế bào đài, tế bào ly, tế bào cốc đó. Nó tiếng nhảy goblet giống như là Harry Potter and Five Goblet, tức là Harry Potter và cái cốc lửa. Còn cái này là tiếng Runner ở lớp dưới niêm, cũng tiếng nhảy vậy quý vị, dạng ống túi. Đó, hiện này nó chỉ có ở tá tràng thôi. Ở đây đó cái mẹo rồi đó quý vị. Nhìn một cái mô ống tiêu hóa mà thấy có mấy cái tuyến nằm ở lớp dưới niêm á, là quý vị suy ra là cái mô này là ở tá tràng. Nhờ cái nhìn thấy cái này.
Rồi bây giờ mình qua ruột non, hổng tràng với hồi tràng. Chủ yếu yếu là ở hổng tràng thì có banh ruột, là đó tôi nói rồi, là tại chỗ này là hấp thu chất dinh dưỡng mạnh nhất á, là cho hổng tràng. Do cái tầng dưới niêm nó đội cái tầng niêm mạc lên, nó tạo ra mấy cái nếp gấp đó thì gọi là banh ruột. Nhung mao thì lớp đệm đội cái lớp biểu mô lên, tức là nó đội cấp 2 á, đội cấp 1 á là dưới niêm đội niêm lên, đội cấp 2 là trong niêm á thì lớp đệm nó đội biểu mô lên. Hiểu không? Trời, tôi có cái hình đó. Nào, ý không, cái này nó chỉ nói là được cái mô đệm đội lên này nhung mao thôi, không nói được banh ruột. Banh ruột là hồi nãy có cái hình đó. Cái hình nó độ cũng đầy nhỏ, nhưng mà trên sơ đồ nó độ hai lần, là tôi lấy cái hình đó làm cái hình sơ đồ chung có ống tiêu hóa, là nó ngay cái chỗ hổng tràng. Cái lớp dưới niêm á, nó đội lớp niêm lên thì nó thành banh ruột. Rồi trong cái lớp niêm á thì cái lớp màu đệm nó đội cái tầng biểu mô lên thì nó ra nhung mao. Giờ nó đội tới hai lần để nó tăng diện tích tiếp xúc lên gấp 4 lần. Khía nó hình trụ cực ngọn, có nhiều vi nhung mao. Hồi nãy tôi ráng tôi nói dù từ nhung mao, tôi không xài từ vi nhung mao nha, tới giờ tôi để dành tới giờ tôi mới xài chữ vi nhung mao, là tại vì vi nhung mao nó còn nhỏ hơn nhung mao nữa, mà tại vì phải phân biệt từng loại vậy. Sao là tại vì cái tế bào này, tế bào mâm khía đúng không, là mình biết bản chất nó là tế bào hấp thu, nó là cái tế bào chính ở ruột non mà nó lấy được chất dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể mình á. Nhưng mà tại tôi phải nhấn mạnh chỗ này, nó là một điểm nhấn để quý vị làm nghiên cứu khoa học á. Nếu quý vị đi mấy cái bệnh viện di động á, thì khoa tiêu hóa cũng có vấn đề nhức đầu lắm, là có mấy bé nó bị rối loạn hấp thu, mà thậm chí lớn tới quý vị nha. Tôi từng đi dạy các cái trường học, có mấy em nó lớn rồi nó còn cõi, nó không có lớn được, mà vấn đề là nó bị dinh dưỡng thì biết rồi, nhưng mà vấn đề là nó ăn vô nó không hấp thu được, thì nó bị tổn thương ở đâu? Nó bị tổn thương ở tế bào không khí này quý vị. Cái bị tổn thương tế bào hấp thu, thành ra cái phần chính mà để nó hút được chất dinh dưỡng nó bị hư rồi. Nó hư cái gì? Nó hư cái nè, nó hư cái vi nhung mao á. Là tôi nãy giờ tôi phải nhấn mạnh là vậy, nó là điểm nhấn nếu gì làm mấy cái nghiên cứu về bệnh lý, nó gọi nhóm chung là bệnh lý kém hấp thu, malabsorption, ở malabsorption disorder hay là disease ở trẻ em á, nó là một cái điểm nhấn quan trọng nên thế giới đi điều trị. Chữ B ở đây, chữ B bò, B phở đó. Nhưng mà chữ B đậu này, chữ B phở sao? Obsession disease là nó giải thích đó, có cái sự tương tác của cái nhóm bệnh này nè với là nhiễm cái con vi khuẩn là Escherichia coli. Con này cũng là một cái vấn đề nhức đầu của thế giới, nó gây nhiều cái bệnh. Tôi nhớ có cái năm mà bị ngộ độc thức ăn ở Đức á, mà rau quả
rau củ quả, cà chua, rau cải, rau xà lách đó bị nhiễm. Con này nhưng mà không phải con E.coli nào cũng gây nhiễm, một số dòng E.coli đột biến đó. Nó gây nhiễm nặng, gây tiêu chảy cấp, gây rối loạn đông máu, gây tử vong. Thì nó tương tác với lại cái vi nhân mao này nè, nó làm tổn thương vi nhân mao, thành ra không hấp thu được. Thành ra tôi mới nhấn mạnh là vậy, tại vì nó là hướng nghiên cứu khoa học chủ gì. Nhiều nhà bác sĩ tiêu hóa mổ nội soi á, sinh thiết họ nhờ tôi đọc coi cái vi nhân mao của cái tế bào thù còn tốt không. Nhiều khi tôi thấy nó không tốt, tức là không tốt, và sao trị được thì tôi cũng biết đi mấy nhà tiêu hóa nghiên cứu về sao. Tiết men tiêu hóa dipeptida thì nó tiết men để nó làm phân giải protein, thì phân protein bị cắt nhỏ ra chưa tới axit amin, cắt chuỗi axit amin nó mới đi qua được mấy cái vi nhân mao này, nó mới vô được tế bào hấp thu, nó mới đi vô máu, vô được tĩnh mạch, nó mới về tĩnh mạch cửa, nó cơ thể mới hấp thu được. Rồi tế bào đại tiết nhầy giống mấy chỗ khác, gốc lý xèo, nhưng đa số là tế bào hấp thu nha. Tế bào nội tiết ruột thì ít lắm, rải rác thần kinh nội tiết, tuyến lucocule, tế bào Banet nãy tôi nói rồi, chức năng ngoại tiết lysozyme, thực bào, nó là hệ thống thực bào tại chỗ ăn được vi khuẩn. Cái này nói lên cái gì? Cái này nói lên được cái sự hấp thu, và sự hấp thu của cái tế bào mà tế bào mâm khía. Để nó hấp thu vào thì nó có cái nó có chủ động, hấp thu chủ động, mà nó có những cái men, nó có năng lượng, nó có giải phóng năng lượng, nó tạo cái sự hấp thu một số kinh, một số vi dầu vào trong qua hệ thống màng tế bào để vào trong cái tế bào ở ruột. Rồi biểu môi trụ đơn ở ruột non, cái mũi tên xanh chỉ tế bào gì quý vị? Thử coi có em nào bị ngủ gục. Gái đi, mũi tên trắng chỉ tế bào gì, tại sao? Đâu rồi? Vi nhung á, tế bào mông khía. Mấy bạn nhắc. Trời ơi, hỏi tại sao em biết, nó tại mấy bạn nhắc. Giống như đồng, cái đồng mấy anh chị vậy, tôi hỏi thầy, hỏi có cái tiêu bản là viêm giáp Hashimoto, thầy, cái tiêu bản này bệnh gì? Nói trời ơi, tôi sợ quá, rùng quá, thầy có 10 giây rồi tôi còn đếm bỏ, tới 10 là hết nha, dạ, viêm giáp Hashimoto. Nhà coi quảng cáo gì về bột ngọt Hashimoto nhập vô, rồi không sao, sinh viên mà sai lầm sao thì mình sửa thôi. Tại sao biết? Là tại vì cái mũi tên nó đang chỉ vô vi nhung mao nè. Nếu mà quý vị có cặp mắt siêu rõ thì sẽ nhìn thấy vi nhung mao ở đây, sẽ nhìn thấy vi nhung mao ở đây, nó đại khái giống như là cái bờ bàn chải đó, ở phía trên nữa. Tập nhìn thấy nó đi rồi sau này làm nghiên cứu khoa học mới biết nó ở đâu, biết đâu mà tìm mà nghiên cứu xíu hả, vi nhung mao. Rồi qua nha, đây ở đây chỉ vô vi nhung mao, đây chỉ vô mạch máu, chỉ vô mô đệm, trời còn chỉ nhiều thứ lắm, chỉ vô cái khe tế bào tuyến lipocool, tế bào có tế bào gốc, tế bào hấp thu mâm khía, tế bào đài, tế bào nội tiết ruột. Cái này nó có ở ruột non, nghĩa là có ở đại tràng luôn nha. Nhắc cái gì sơ sơ chút, mấy cái từ ngữ của mình nó phong phú lắm, tại dạy về ống tiêu hóa nói luôn, nói cho nó thuận miệng rồi nói cho nó đúng. Bây giờ cái ruột non của mình á, mấy cái sách tiếng Anh á, họ không kêu ruột non, họ kêu là small intestine.
Còn cái đại tràng của mình á thì gọi là large. Đó, thiệt ra cái này dịch đúng á, dịch là ruột nhỏ với ruột lớn. Small là nhỏ, large là to là lớn. Nhưng mà thành ra sách hồi xưa dịch á lại khéo hơn là đúng, nhưng mà nó hơi bị Hán Việt. Dịch là tiểu tràng với lại đại tràng. Đại là lớn, tiểu là nhỏ. Tiểu tràng, đại tràng đúng, tiểu trường, đại trường cũng đúng luôn. Tràng với trường hồi xưa dịch giống nhau. Nhưng mà nếu mà quý vị dịch á, cái này là ruột non á, thì quý vị nên dịch cái này là ruột già. Tại sao? Cái này dịch không liên quan gì với nhau hết đó. Ruột non là tại vì đồ ăn á, thì dịch theo sinh lý, tức là đồ ăn nước uống mình xuống đó là chất dinh dưỡng, thì tới đó là chất dinh dưỡng nó thù thì nó non. Rồi xong cái đồ ăn, cái thức uống mà chất dinh dưỡng dưỡng chấp đó, đó nó đi xuống tới đại tràng đó, thì nói xin lỗi nó thành cái khác rồi, nó thành cái mà chuẩn bị cái mình thải ra, thì cái đó dịch là ruột già. Mà coi như là đồ ăn nó đã xài xong rồi, nó chế biến xong rồi, nó thành mấy cái cục đó chuẩn bị thải ra, coi như là ruột già đó. Nói tóm lại dịch kiểu nào thì dịch cho nó thống nhất kiểu đó, kiểu nào cũng được. Nhưng mà tôi thấy sách vở của mình á, thành ra nó cũng nửa này nửa kia lắm. Ví dụ như là mấy cuốn sách chữa bệnh, người có thấy bệnh lý của ruột non, rồi khi bệnh lý của đại tràng dùng ruột non nhưng mà không dùng chữa ruột già, hoặc là ngược lại dùng bệnh lý của đại tràng nhưng mà không dùng chữa bệnh lý của tiểu tràng đó. Đây tôi ý, nhưng mà sách âm thì nó chỉ dùng kích thước của ruột để nó nói này, ruột non nhỏ hơn ruột già đó. Cái tuyến này nó nằm ở ruột non và ruột già luôn. Tế bào ba nếp chủ yếu ruột non, ruột già ít lắm. Sao cái bài tôi soạn tôi đố vậy quá, cái nào nó được mùa đố rồi, sao? Được mùa đố em. Cái tuyến lia bạch khuôn đó thì nó có cái tế bào mong khía, cái tế bào đại tiết nhầy thì có vài con đó, về tế bào nội tiết với lại tế bào ba nếp thì không thấy rõ trên hình này đâu, thì dưới màu đẹp. Cái tế bào ba nét, còn này tế bào kinh nội tiết nha, tế bào kinh nội tiết của rồi còn này nó làm phân bào, nè tế bào ba nét này, nó tiết ra lysozyme là tế bào ba nét. Còn đây hồi manh tràng hồi, cái này là ileum, nghĩa là hồi tràng đó là đoạn cuối của ruột non mà nó tiếp giáp với lại ruột già. Thì đó là nó có mấy cái mô lem phô ở bên dưới, ở nó nằm trong lớp niêm mạc mà nó làm gián đoạn cơ niêm á, thì nó là mảng Peyer, nó chứa mô lem phô, nó thuộc hệ thống miễn dịch, nó bảo vệ ruột chống lại các vi trùng vi khuẩn đó. Đây là mấy cái mảng Peyer ruột già. Bây giờ đồng hồ là tại cái phần tiến tiêu hóa thì nó hơi dài hơn. Cái phần tiếng quá thì nó ngắn hơn, 2:30. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao nha, tại tôi dạy đây tới 4 giờ quý vị chịu nổi. Bây giờ tôi dừng lại ở đại tràng đi, xong một chút xíu mình học đại tràng tiếp, mình học tiếng tiêu quá. Thì quý vị đưa tôi mấy cái cục USB á, chép bài bữa nay, thì tôi chép bài từng tới gì đó cho quý vị lại bài thiệt tập. Quý vị nghỉ giải lao khoảng 10 phút nha.